Chúng ta được về nhà Chúa để chúng ta chuẩn bị ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa. Chúng tôi hoan nghênh các anh chị em về đây để cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi. Có những bạn hữu, khách của gia đình của anh chị Hải Như đến để nhóm lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Chúa ban phước trên các anh chị. Và xin Chúa ngài ban ơn trên quân bạn chị em, các đệ tớ của Chúa cũng vào để thờ phượng Chúa với chúng tôi qua online. Và xin Chúa ngài ban phước trên quý vị một cách đặc biệt để qua chi giờ thờ phượng này, phước hạnh mà Chúa ngài dành sẵn cho chúng ta, phép lạ mà Chúa ngài có thể làm xuyên qua đời sống của chúng ta sẽ được thể hiện ra và sẽ có nhiều lời làm chứng được bày tỏ ra công việc của Chúa. Vì khi chúng ta đáp ứng lại với sự hướng dẫn của Chúa, ngài sẽ làm những việc lạ lùng của ngài. Cảm ơn Chúa. Ở trong thời giờ này để chúng ta chuẩn bị ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa, xin mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên và chúng ta dọn lòng của mình để thờ phượng Chúa, ngợi khen ngài. Qua thi thiên thứ 98. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, vì ngài đã làm các phép màu. Tay phải và cánh tay thánh của ngài đã đem chiến thắng về cho ngài. Đức Giê-hô-va đã công bố sự cứu rỗi của ngài và bày tỏ đức công chính của ngài trước mặt các nước. Ngài nhớ lại lòng nhân từ và sự thành tín của ngài đối với nhà Israel. Các đầu cùng đất đã thấy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Hãy bật lên ca khúc chúc tụng ngài. Hãy dùng đàn hạt và giọng ca mà tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Hãy dùng tiếng kèn và tiếng tù và mà reo mừng trước mặt vua, tức là Đức Giê-hô-va. Quyền biển và mọi sinh vật ở trong biển, thế giới cùng những người sống trong đó đều cất tiếng ca vang. Quyền các sông vỗ tay, núi đồi cùng nhau hát mừng trước mặt Đức Giê-hô-va, vì ngài đến để phán xét thế gian. Ngài sẽ phán xét thế giới theo sự công chính và xét xử các dân tộc theo lẽ công bằng. Cảm ơn Chúa. Thi thiên này kêu gọi chúng ta hãy ca ngợi quyền năng và sự công chính của Chúa của chúng ta. Thật, ngài xứng đáng để nhận tất cả những sự ngợi khen và thờ phượng chúng ta về các phép màu mà Chúa ngài làm, về những điều lạ lùng mà ngài làm ở trên đời sống của chúng ta, cũng như tay phải và cánh tay thánh của ngài đã đem sự chiến thắng về cho ngài. Và chúng ta được cơ hội để chứng kiến, chúng ta được cơ hội để chúng ta dâng những lời cầu nguyện. Chúa cho phép chúng ta thấy, chứng kiến, kinh nghiệm để chúng ta có thể có lời cảm tạ Chúa và dâng vinh hiển về cho ngài. Thật đáng để chúng ta đáp lại với thi thiên 98 này. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Cảm ơn Chúa, bài ca mới là bài hát mà Chúa ngài mới làm trên đời sống của chúng ta. Có thể là bài mới sáng tác, cũng là bài mà Chúa ngài ban cho chúng ta một kinh nghiệm tươi mới ở trong ơn của ngài. Chúng ta hát ở trong tinh thần đó vì biết rằng Chúa yêu chúng ta và ngài đã làm những việc lạ lùng của ngài trên đời sống của chúng ta. Cha kính yêu, chúng con biết ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ngài ban cho đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa vì ngài cho chúng con được chứng kiến, được kinh nghiệm những phước hạnh mà Chúa ngài làm, những phép lạ mà Chúa ngài làm. Lạy Chúa, buổi sáng hôm nay chúng con mang về đây với chúng con những tiếng hát ngợi khen, lòng biết ơn Chúa như là những lễ vật chúng con dâng lên trước mặt ngài. Nguyện xin Chúa ngài vui nhận và ban phước trên chúng con để chúng con ra về dạng dĩ càng hơn, để chúng con phục vụ Chúa, phục vụ những người lân cận của chúng con. Vì trong sự vinh quang phước hạnh của Chúa toàn năng mà chúng con kinh nghiệm, chúng con trải nghiệm và chúng con có thể ra đi và làm nhân chứng cho ngài một cách hiệu quả. Tôi xin Chúa ngài ban phước ở trên chị và nhóm lại buổi sáng hôm nay, và cho mỗi chúng con sẽ bước vào những phép lạ mà Chúa ngài đang chờ đợi. Chúng con xin để Chúa ngài làm những phép lạ mà Chúa ngài sẽ thi thố khi ngài đổ Thánh Linh của ngài trên chúng con một cách đầy dẫy. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con biết ơn Chúa vì tiếng gọi của ngài, sự kêu gọi của ngài cho đời sống của chúng con, để chúng con có thể sống làm sáng danh Chúa ở trong cuộc đời của chúng con, cho nhiều người sẽ được biết đến Chúa và được chuyển vào vương quốc của ngài. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con phó dâng thi giờ thờ phượng này trong ơn của Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục đứng và chúng ta lớn tiếng ngợi khen Chúa chúng ta vì Chúa đã làm những phép lạ lớn lao ở giữa chúng ta. Hallelujah.
Yeshua, you are riding on our praise, be enthroned over everything, you are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody's singing out. Praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over
Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Yes, God, you never stop working. You never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Yeah.
Thật phước hạnh để chúng ta được về nhà Chúa cùng nhau lớn tiếng ngợi khen Chúa. Chúng ta tôn cao Chúa và chúng ta dâng lên Chúa những sự ngợi khen. Thì sự hiện diện của Chúa và phước hạnh của Ngài sẽ đổ xuống. Vì Chúa là đấng được hấp dẫn và hứa rằng Ngài ngự giữa tiếng hát ngợi khen của Israel, của tuyển dân của Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đón nhận được phước hạnh đó. Khi chúng ta lớn tiếng ngợi khen Chúa, khi chúng ta tôn cao Ngài, khi chúng ta dâng lên Chúa sự ngợi khen, thì như là chúng ta xây dựng một chiếc ngôi ở giữa những tiếng hát ngợi khen này. Và Chúa chắc chắn Ngài sẽ ngự ở trên những tiếng hát ngợi khen. Như bài hát mà chúng ta đã hát, Chúa Ngài vận hành và hành động ở trên những tiếng hát ngợi khen của con dân của Chúa. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà chúng ta có được ở trong ơn của Chúa. Ở trong thời giờ này chúng ta bước sang một phần rất quan trọng trong sự thờ phượng Chúa. Đó là chúng ta dâng lên cho Chúa những tài vật mà Chúa Ngài đã ban cho đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta vâng lời Chúa và chúng ta dâng lại cho Ngài. Xin Chúa Ngài ban phước trên trong ơn của Chúa. Cảm ơn quý mạnh chị em đã trung tín dâng hiến cho công việc Chúa ở tại VBC Houston tại đây. Cho trong những ngày qua, Hội Thánh chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện khải tượng mà Chúa Ngài ban cho chúng ta trong việc hướng dẫn những người lân cận của chúng ta cũng như đời sống của chúng ta yêu Chúa, yêu người, khám phá mục đích Chúa Ngài ban cho đời sống của chúng ta để cùng nhau chúng ta thay đổi thế giới. Và cảm ơn Chúa vì những lời làm chứng về những điều mà chúng ta được nghe về việc Chúa làm xuyên qua những đời sống, những cuộc đời đã được ảnh hưởng bởi Hội Thánh của Chúa tại đây. Và thế nào đời sống của họ đang được kết quả một cách phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Anh chị em đã dự phần vào trong công việc này. Anh nguyện xin Chúa ban phước lại trên anh chị em một cách dư dật luôn. Đối với các con cái của Chúa,
muốn dự phần vào trong công việc nhà Chúa tại đây, quý vị có thể vào trong trang web của vbchouston.com và chúng ta bấm vào trong nút dân hiến online để chúng ta có thể thiết kế một chương trình dân hiến thường xuyên qua phương tiện này, qua đường lối này, qua cách này để chúng ta có thể giữ phần vào công việc của Chúa. Mình xin Chúa nghe ban ơn trên anh chị em một cách dư dật luôn trong ơn của Ngài. Mình xin giờ này chúng ta một lần nữa đứng lên và chúng ta dâng những tài vật này ở trong tay của Chúa. Cha kính yêu, chúng con biết ơn Ngài vì sức khỏe, vì tài khéo, vì trí tuệ mà Chúa ngài ban cho chúng con để chúng con có thể làm nên của cải, chúng con làm nên những tiền bạc mà Chúa ngài đã ban phước trên đời sống của chúng con ở trong thời gian này. Chúng con dâng lại ở trong tay của Chúa. Nguyện xin Chúa ngài vui nhận và ban phước trên đời sống của chúng con để chúng con cứ được phước của Chúa càng hơn. Lạy Chúa, đời sống của chúng con sẽ được Chúa ngài sử dụng một cách lớn lao hơn nữa vì Chúa ngài ban phước và ngài tiếp nhận những đầy tớ ngay lành trung tín đã làm lợi ra những điều Chúa ngài giao trong tay của chúng con để chúng con quản lý. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn trên đời sống của chúng con càng hơn để chúng con sẽ liên tục làm nguồn phước cho những người xung quanh của chúng con. Nguyện xin Chúa ngài liên tục ban cho chúng con ơn quyền của ngài để chúng con có thể san sẻ ra phục vụ để giúp đỡ cho nhiều người nếm trải được Chúa, hầu cho sự phong phú phước hạnh của ngài cũng sẽ được thể hiện ra trên nhiều cuộc đời nữa. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng ngài. Xin Chúa ngài ban ơn trên ban lãnh đạo để biết và sử dụng những số tiền này đúng chỗ đúng cách để chúng con sẽ thấy lợi ích và kết quả một cách tối đa ở trong ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con tạ ơn ngài, chúng con dâng những số tiền này trước mặt Chúa ở trong ơn của ngài và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời quân bàn chị em ngồi. Trong lúc ban hướng dẫn ban thờ phượng đến nhận tiền dân, chúng ta sẽ có một vài thông báo. Xin chào buổi sáng quý hội thánh. Cho con hỏi là quý ông bà anh chị em chúng ta ăn sáng chưa ạ? Bây giờ chúng ta chào buổi sáng lại một lần nữa nha. Chào buổi sáng quý hội thánh, chào buổi sáng Đức Thánh Linh. Amen, cảm ơn Chúa. Thì giờ này thì con có một số thông báo xin được gửi đến quý hội thánh. Thông báo thứ nhất đó là đối với những gia đình chúng ta có con em nhỏ đang dự buổi nhóm trực tiếp này, chúng tôi xin được khích lệ quý vị chúng ta đưa con em của mình đến với một vụ thiếu nhi ở phòng hội trường ở phía bên trái của tòa nhà này. Tại đây thì nhân viên của một vụ thiếu nhi sẽ chào đón cũng như là chăm sóc các em một cách an toàn nhất. Thông báo thứ hai đó là vào Chủ nhật ngày 21 tháng 11 tới đây, Hội thánh VBC Houston của chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng ngày lễ cảm tạ. Hội thánh của chúng ta sẽ có bữa ăn nhẹ sau giờ nhóm tiếng Anh cũng như là bữa trưa sau giờ nhóm tiếng Việt. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã chuẩn bị nhiều hoạt động vui chơi mà hết thảy các quý vị ông bà anh chị em đều có thể tham gia. Chúng tôi xin được khích lệ quý vị, chúng ta mời gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp của mình có thể đến tham dự buổi nhóm này. Vì đây cũng là dịp mà chúng ta biết ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta sự thông công cũng như là cộng đồng xung quanh chúng ta. Và thì giờ này thì xin Hội Thánh chúng ta cùng tham dự với con và cha cho Mục sư Huỳnh Quốc Khánh một tràng pháo tay vì Mục sư sẽ tiếp tục loạt bài giảng dĩ. Vì phước hạnh Chúa ngài ban cho chúng ta trong việc chúng ta học hỏi lời của Chúa và Chúa ngài đã làm việc trên đời sống của chúng ta, ngài ban quyền năng, ngài ban cho chúng ta những ân tứ khả năng siêu nhiên để chúng ta hầu việc Chúa và chúng ta ra đi để giúp đỡ nhiều người được đến với Chúa. Trước khi tôi chia sẻ lời Chúa trong sứ điệp ngày hôm nay, tôi có dịp gặp gỡ nhân chứng này khi chúng tôi đến Đức Quốc để học với Chúa ở tại đó. Cảm ơn Chúa, chúng ta cũng đã được nghe nói rất nhiều về ông bà ở trong
việc dự phần với mục sư Lê Văn Xanh trong các chuyến truyền giáo ở tại Đông Âu cũng như ở các xứ mà chúng ta biết rằng trước đó đó là hàng rào sắt và Tin Lành của Chúa không thể rao giảng được một cách tự do. Nên cảm ơn Chúa trong ơn quyền của Chúa và sự ban phước của Ngài. Ông bà đã dự phần vào công việc của Chúa và có đôi lời làm chứng ở trong buổi sáng hôm nay. Tôi xin mời cụ Thái Hoàng sẽ đến để chia sẻ lời Chúa với chúng ta, xin lỗi, chia sẻ lời làm chứng với chúng ta trong buổi sáng hôm nay để chúng ta được khích lệ. Khi chúng ta nhận được ơn của Chúa, chúng ta phải ra đi và Chúa Ngài sẽ khiến cho chúng ta được kết quả ở trước mặt Chúa ở trong ơn của Ngài. Cụ năm nay đã 92 tuổi nhưng mà Chúa cho vẫn minh mẫn, vẫn khỏe mạnh ở trong ơn của Chúa trong thời gian này. Xin mời cụ Thái Hoàng đến để chia sẻ lời làm chứng ở trong ngày hôm nay. Sư, chào và tất cả anh chị em trong hội thánh. Cảm ơn Chúa qua kỳ trại phục hưng vừa rồi cũng như qua một loạt bài giảng của mục sư Khánh, tôi được cảm động để lên đây làm chứng về quyền năng của Chúa để khích lệ ông bà anh chị em chúng ta ra đi để làm chứng nhân cho Ngài, để đưa dắt nhiều linh hồn được trở về với Chúa. Mà trước khi tôi làm chứng, tôi xin được cầu nguyện ngắn đôi lời. Lạy Đức Chúa Trời chí cao khôn ngoan giàu có quyền phép vinh hiển siêu việt là Cha của chúng con, nhân danh Chúa Jesus Christ chúng con ra mắt Ngài. Ôi lạy Cha, vì Ngài đang ở đây, vì lời của Đức Chúa Trời phán rằng Ngài bắt buông vật phục chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Chúa Giêsu Christ Ngài đơn ở đây, Ngài đầy quyền năng để thứ tha hết tất cả mọi lỗi lầm, Ngài đầy quyền năng để cứu chữa hết tất cả mọi bệnh tật, Ngài đầy quyền năng để giải cứu hết mọi sự lo sợ, vì Ngài đang ở đây và Ngài sẽ làm những công việc lạ lùng của Ngài tại đây. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa Ngài thăm viếng tất cả ông bà anh chị em chúng con. Xin Đức Chúa Trời giàu có quyền năng, ôi bởi quyền phép Thánh Linh khiến cho ông bà anh chị em chúng con được mạnh mẽ trong lòng mà ra đi để làm chứng nhân cho Ngài, hầu đưa dắt nhiều linh hồn được trở lại với Chúa và trở lại thờ phượng Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa Ngài tiếp tục chúc phước cho hội thánh của Chúa. Nhân danh Chúa Christ xin cho linh Ngài giáng Đức Thánh Linh đổ cơn phục hưng cho hội thánh của Chúa, để hội thánh của Chúa là hội thánh phục hưng. Con ngợi khen và cảm tạ Chúa. Con dâng mọi sự vinh hiển trong tay quyền năng của Ngài và con hết đàn thầm kính trong sự cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi xin được làm chứng về quyền năng trong sự cầu nguyện và cầu thai. Tôi cảm ơn Chúa là vì khi vợ chồng tôi tiếp nhận Chúa, tôi đã làm chứng cho gia đình của tôi tiếp nhận Chúa rồi. Có một người mà chúng tôi nói rằng khó nhất để mà làm chứng về Chúa cho họ, nhưng mà là rất là dễ. Đó là ông bà, ông già vợ chúng tôi, ổng là đặc công Sài Gòn Chợ Lớn, ổng là công sản rạc nhưng mà tôi rất là dễ làm chứng cho ông. Ông tin Chúa một cách đơn sơ lắm. Nhưng mà có một người mà anh em cột chèo với tôi đó, ông đó ông giàu có lắm. Ông có hai cái xưởng sơn mài, một cái ở Điện Biên Phủ, một cái ở Thanh Đa. Tôi mỗi lần mà vợ chồng tôi đến để làm chứng cho ông á, thì ông kiếm chuyện không đi, chuyện này chuyện khác, hay là ông tránh né không làm chứng được. Do đó mà chúng tôi, trước khi chúng tôi mà đi sang Tây Đức á, thì còn có một gia đình này là chưa biết Chúa. Do đó mà chúng tôi cầu nguyện trong hai tuần lễ, chúng tôi cứ lấy tên của ông ra và tôi đặt trước mặt hai vợ chồng tôi, quỳ gối và cầu nguyện cho cái tên này. Và tôi cũng đưa đến cho những người mà
kiêng ăn cầu nguyện trong hàng tuần đó, nhờ họ cầu nguyện. Thì cảm ơn Chúa, trong lời cầu thai và trong lời cầu nguyện của chúng ta, Chúa làm một phép lạ kỳ diệu lắm quý vị ơi. Ông đang ngủ trong căn phòng, tự nhiên ông thấy một cái luồng sáng, nó chiếu sáng trắng, ông không thể chịu nổi. Ông thức dậy, ông run như con thằng làng vậy đó, run lắm, run sợ lắm. Nhưng mà ông cũng không tin Chúa đâu. Ông sợ lắm, nhưng mà rồi cuối cùng là ông cũng không tin Chúa, không tin là có Chúa nữa. Ông nói rằng chắc là một ông thần nào đó báo mộng cho ông vậy thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông thách thức chứ. Ông nói rằng nếu có Chúa thật, cho ông thấy lại một lần nữa. Khi ông lên giường ông nằm lại, ông tỉnh rồi ông lên giường ông nằm lại, thì ông không có thấy Chúa, cái luồng sáng, mà ông là thấy cảnh thiên đàng. Ông nói đẹp vô ngần, không thể nào mà có thể diễn tả được. Cho đó mà ông thức dậy. Ông có cái kêu vợ và bốn đứa con thức dậy, ông nó có Chúa thật rồi. Chúng ta phải đi tìm di dưỡng ba, tức là chúng tôi đó, để nói về Chúa, để dẫn ông tiếp nhận Chúa. Thì cảm ơn Chúa, thì lúc đó chúng tôi không có ở nhà, chúng tôi đi học lời Chúa và cầu nguyện ở trên sóc môn kia, tới 8 giờ tối tôi mới về. Như vậy mà khi mà ông rất là vui mừng khi ông chờ đợi chúng tôi từ sáng sớm mà tới tối 8 giờ tối mà ông còn chờ được. Còn ngày xưa tôi ngồi nói chuyện với ông chừng 5 phút là ông kiếm chuyện ông đi nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi mới mời mục sư Võ Văn Lạc. Ngày sau tôi mời mục sư Võ Văn Lạc tới để tuyên xưng đức tin cho ông và cả gia đình của ông, và đập tất cả những cái sự mà ông thờ phượng đó. Ông rước một tượng Phật Quan Âm rất lớn ở Phú Lâm về, ông thờ, và ông làm cái tủ thờ rất là lớn, ông cẳng là lâm lân quy phụng, rồi ông thờ lớn lắm, mỗi ngày ông cứu lại về cái tượng đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, qua sự cầu nguyện và cầu thai, Chúa cứu gia đình này. Đó là sự cầu nguyện và cầu thai nó trong quyền năng của Chúa sẽ làm. Và tôi làm chứng về vấn đề mà ra đi truyền giáo. Tôi cảm ơn Chúa về cái ngày đó là hình ngày, tức là cũng gần cuối năm rồi đó, mục sư sanh qua. Thì chúng tôi xin visa để nhập cảnh vào các nước đó không được, tại vì họ bà đại sứ đóng cửa hết. Do đó chúng tôi nghĩ rằng chắc là mình sẽ không đi được chuyến này. Do đó chúng tôi về với cầu nguyện. Thì Chúa phán với vợ tôi rằng ta đóng thì không ai mở, và ta mở thì không ai đóng. Do đó chúng tôi đi mà không có giấy tờ gì hết, không có visa, không có visa nhập cảnh mà đi. Chúa đi trong tiếng phán dạy của Chúa như vậy thôi. Và mà chúng tôi đi đến, nhưng cũng có gặp trở ngại khi chúng tôi qua cái biên giới của Ba Lan á, thì họ chỉ cho bắt sanh qua thôi. Còn tôi thì không, vợ chồng chúng tôi không được qua. Do đó mà chúng tôi trở về không, mà không trở về, trở ra rồi ngồi trên xe cầu nguyện, hỏi Chúa tại sao Chúa sai. Chúa nói rằng ta đóng mà mở, mà ta mở mà đóng, bây giờ tới đây mình bị ngăn cản trở thế này. Chúng tôi phán cho biển đi biên giới của tiệp khác. Chúng tôi qua biên giới của tiệp khác, chúng tôi đi thẳng một hơi, xe người ta đậu dài dài cả cây số để chờ qua cửa khẩu, thì xe chúng tôi đi như là tổng thống đi, để lượt lướt qua hết, đi thẳng tới công cửa luôn, rồi cửa nó mở cửa cho chúng tôi vô đi qua. Thì sau khi chúng tôi đi qua được rồi đó, thì tôi mới biết rằng hai cái ca họ đổi với nhau. Ca trước nó tưởng ca sau, xét ca sau nó tưởng ca trước, xét rồi nó không xét, do đó mà tôi đi thôi. Chúng đi qua không xét hỏi gì hết. Không phải một biên giới không quý vị, một biên giới thứ hai nó là biên giới của Ukraine. Qua biên giới đó Chúa cũng làm y như vậy. Chúng tôi đi thẳng luôn, nghĩa là chúng tôi đi từ Đức mà qua thẳng qua tới Ukraine, không có một sự xét gì ngăn trở nào hết. Là Chúa phán như vậy đó. Chúa nói ta đóng thì không ai mở, và ta mở thì không ai đóng. Chúa mở cửa chúng tôi đi. Đó là một phép lạ. Và phép lạ thứ hai, khi tôi đến cái gia đình đó để tôi ở lại đó, gia đình đó thì có hai vợ chồng người Ukraine, nhưng mà họ người chồng thì là làm chấp sự trong hội thánh, mà ông được ân tiên tri. Khi
Thì sáng ngày chúng tôi mới cầu nguyện với nhau, thì Chúa chỉ tôi thấy một cái building đó cho có một số anh chị em chúng ta đương nghĩa là công ty mai mặc ở đó đó, và dệt mai gì ở đó, họ ở đó tới đó để rao giảng lời Chúa. Thì chúng tôi đến thì quản lý nó không cho vô, quản lý người Ukraine không cho vô, đội trưởng người Việt Nam cũng không cho vô. Chúng tôi trở ra, chúng tôi là cầu nguyện họ Chúa nữa, nói tại sao Chúa sai con đến đây rồi, từ bên Đức sang đến đây rồi mà bây giờ gặp trở ngại thế này. Thì đưa cầu nguyện như vậy, thì có một anh, ảnh xỉn xe xa, anh tới anh đập cái cửa của cái xe chúng tôi. Ông nói là xe của một nước tư bản mà tại sao qua nước cộng sản đi dòm ngó vụ gì phải không? Thì tôi nói thật, tôi nói đi, chúng tôi đi trường giáo, chúng tôi có chiếu một cuốn phim cuộc đời của Chúa Giê-xu cho đồng bào, những người mà kêu bằng lao động hợp tác ở đây để nghe, mà chiếu bằng tiếng Việt như vậy thôi. Anh nói ôi mấy ông đi xin quản lý, xin đội trưởng không được đâu, tôi là quản lý câu lạc bộ nè, tôi giữ chìa khóa nè. Ông mở chìa khóa câu lạc bộ cho chúng tôi vô đó. Lạ lắm. Rồi ông mở chìa khóa cho câu lạc bộ chúng tôi vô, rồi anh lấy cái loa mà của chúng tôi cầm trên tay đó, loa mà có pin đó, anh đi trên ba tầng lầu, anh rao anh nói rằng có một phái đoàn ở bên Tây Đức họ sang, họ chiếu cuốn phim của ông Giê-xu nào đó mà nói bằng tiếng Việt, xin mời chị em xuống nghe. Như vậy thôi, người ta xuống hết, không sót một người nào hết. Họ xuống, họ ngồi. Rồi trước khi chúng tôi, trước khi một sư sanh giảng đó, thì chúng tôi chiếu cuộc đời Chúa Giê-xu cho họ. Họ coi, mà khi tới mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá đó, thì ngưng lại. Và một sư sanh sẽ nói về tại sao Chúa Giê-xu đến thế gian, tại sao Chúa Giê-xu đến đây để làm gì, tin Chúa Giê-xu có ích lợi gì, chứ giải thích về Chúa Giê-xu thôi. Cái rồi chiếu tiếp, chiếu hết cuộn phim, cái rồi phát cho họ mỗi người một tấm giấy, họ ghi họ tin nhận Chúa. Rồi tôi thì kêu gọi thôi, tôi lên tôi đứng kêu gọi, còn vợ tôi và người khác nữa là phát cái giấy đó cho họ, vì trong đó có ghi sẵn rồi, họ chỉ điền tên và nó tin Chúa, họ ghi tin Chúa thôi. Mà cảm ơn Chúa, khi bên chúng tôi kêu gọi, tôi lên tôi nói rằng ăn của trời, uống của trời, hít thở không khí của trời, lâm nguy cây trời, tôi nói về trời không rồi cái là trời cho không thấy, trời lấy không hai, nghĩa là tôi nói tất cả, tôi cứ kêu gọi bằng nói về ông trời không cái rồi người ta tất cả đều viết họ tiếp nhận Chúa hết. Cảm ơn Chúa, họ tiếp nhận Chúa hết. 120 người nào quý vị, chứ không phải là một hai người đâu. Rồi còn cái anh say rượu, anh ngồi trong cái góc đó, anh cũng thức dậy nữa, anh nói tôi cũng tin Chúa này chứ đó. Cảm ơn Chúa, Chúa làm những phép lạ kỳ diệu lắm. Do đó mà tôi làm chứng, chúng ta phải ra đi và chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta phải mở miệng ra để cầu nguyện với Chúa, và chúng ta bước đi thì chúng ta mới thấy được quyền năng của Chúa. Cho nên chúng ta ở nhà chúng ta không thấy gì hết. Vì Chúa nói rằng Chúa lấy phép lạ cặp theo mà lời giảng để làm cho vững đạo cái mà. Do đó mà Chúa làm những việc lạ lùng lớn lao mà nhiều lắm quý vị ơi, nhiều lắm, tôi không kể hết đâu. Nếu tôi kể thì tôi kể cả ngày, mỗi chuyến đi đều có phép lạ hết. Do đó tôi kể những cái phép lạ mà Chúa làm để cứu 120 người. Nếu bình thường chúng tôi đi tới thì chỉ đùa họ đi làm ba ca ở nhà chừng mấy chục người thôi, nhưng đặc biệt cái ngày đó là họ ở nhà hết, 120 người họ ở nhà hết. Do đó mà cái buổi truyền giáo đó kết quả gặt hái, kết quả rất là to. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúa ban phước trên cụ. Hallelujah. 92 tuổi vẫn nhớ một cách rất là tốt. Cảm ơn Chúa vì Chúa ban phước, Chúa ngài sức giàu, ngài ban ơn, kinh nghiệm được đầy dẫy Đức Thánh Linh, cùng nhau kết quả cho Chúa ngay từ những ngày đầu tiên sau khi tiếp nhận Chúa ở tại Hội Thánh Tuy Lý Vương. Cảm ơn Chúa vì ông bà đã
hết lòng hầu việc Chúa và có một cái kết quả rất là đặc biệt. Chúng ta cảm ơn Chúa. Anh chị em, như chúng tôi đã nhắc nhở nhiều lần, chúng ta ở nhà chúng ta sẽ không thấy, nhưng mà chúng ta bước ra chúng ta sẽ thấy Chúa làm việc với chúng ta. Chúng ta bước ra chúng ta sẽ thấy lời của Chúa luôn luôn đúng. Chỉ có vì chúng ta không dám tin và chúng ta không vâng lời tức khắc thì chúng ta sẽ gặp trở ngại trong vấn đề trải nghiệm Chúa như chúng ta đang phải trải nghiệm. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi mời Hội Thánh chúng ta sẽ cùng học và đề tài thứ nhì trong loạt bài, trong chủ đề mà chúng ta đang học tới đây là sự giản dị. Giản dị như tuần rồi chúng ta đã định nghĩa là hành vi được sinh ra từ một niềm tin đến với Chúa. Nếu chúng ta có một đức tin nơi Chúa của chúng ta là Chúa toàn năng, Chúa toàn tài, Chúa toàn tri, Chúa có thể làm tất cả mọi việc, thì chúng ta sẽ giản dị để chúng ta hành động. Chúng ta giản dị để chúng ta cầu nguyện. Chúng ta giản dị để chúng ta có thể làm chứng về Chúa cho những người lân cận của chúng ta ở trong ơn của Chúa. Tuần rồi chúng ta đã được nhắc nhở cái lẽ thật đó. Và tôi tin rằng anh chị em, chúng ta phải dành thời giờ để chúng ta ở riêng với Chúa Giê-xu. Vì lý do mà tòa công luận đã tìm được tại sao Phi-rơ và Giăng có một sự giản dị lạ lùng như vậy. Họ nhìn biết hai người là người dốt nát, không học, nhưng mà làm sao có thể giản dị như vậy và kết quả như vậy. Thì họ đã đi đến kết luận đó rằng họ lại nhớ rằng vì hai ông đã từng có thời giờ với Đức Chúa Giê-xu. Cho nên anh chị em, chúng ta đã nhớ đến chu kỳ của dành thời giờ với Chúa sẽ sản sinh ra đức tin. Đức tin của chúng ta mạnh mẽ trong Chúa sẽ sản sinh ra sự giản dị. Và sự giản dị khi có mặt, chúng ta sẽ kết quả. Và khi chu kỳ này cứ tiếp tục được diễn ra, chúng ta thấy vòng tròn đồng tâm của công việc của Chúa cứ tiếp tục mở rộng. Jerusalem của chúng ta, rồi xứ Giu-đê của chúng ta, xứ Samri và khắp cùng thế giới. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa ngày nhắc nhở chúng ta có thể có một cái sự giản dị mà làm cho cả thế giới có thể kinh ngạc về sự giản dị của chúng ta khi chúng ta bắt đầu với việc dành thời giờ với Chúa Giê-xu của chúng ta. Nguyện xin Chúa ngày ban phước trên chúng ta, và tuần này chúng ta sẽ cùng học đó là lời cầu nguyện giản dị. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong đời sống của chúng ta sau khi kinh nghiệm được Chúa, chúng ta có thể trở nên những người có những lời cầu nguyện thật là giản dị. Những lời cầu nguyện mà chúng ta thấy phép lạ xảy ra. Những lời cầu nguyện mà chúng ta thấy nhiều cuộc đời được thay đổi. Và khi chúng ta nhận thấy trách nhiệm của mình, như chúng tôi đã thách thức anh chị em đến phiên của anh chị em, đó là mỗi người trong chúng ta có thể có những lời cầu nguyện để chúng ta cầu nguyện ở trong hội thánh này. Có thời giờ để chúng ta dâng hiến, có tiền bạc để chúng ta dâng hiến, để chúng ta có thể dâng cho Chúa những khả năng mà Chúa ngài ban cho chúng ta dâng lại cho ngài như là một của lễ của sự cảm tạ. Thì Chúa ngài sẽ sử dụng đời sống của chúng ta một cách lớn lao ở trong ơn của Chúa. Cho nên anh chị em, đã đến phiên của chúng ta và chúng ta cần cầu nguyện, lời cầu nguyện giản dị, lời cầu nguyện lớn để Chúa được vinh hiển một cách trọn vẹn. Bởi vì một lẽ thật mà chúng ta xây dựng ngay giây phút này, đó là điều bạn cầu nguyện cho thấy những gì bạn tin về Đức Chúa Trời. Tôi nhắc lại, điều bạn cầu nguyện cho thấy những gì bạn tin về Đức Chúa Trời. Vì chúng ta thường cầu nguyện những lời cầu nguyện ích kỷ. Chúa ban phước cho con, giúp đỡ con, an ủi con, tiếp trợ cho con, gìn giữ bảo vệ gia đình của con. Những lời cầu nguyện như vậy cho thấy chúng ta tin rằng Chúa chỉ hiện hữu vì chúng ta và cho chúng ta thôi. Như là một ông thần đi theo và cứ nghe chúng ta cầu nguyện là cứ giúp đỡ cho cá nhân của chúng ta. Đó là loại cầu nguyện ích kỷ. Và rất là nhiều chúng ta chỉ có những lời cầu nguyện như vậy.
Vì những người tin như vậy, nếu Đức Chúa Trời không làm điều họ muốn Chúa làm, họ thấy bị xúc phạm và nói rằng như vậy chắc là Đức Chúa Trời không có thật. Bởi vì vậy mà họ không chịu tin Chúa hay là không bước đi với Chúa nữa. Bởi vì họ tập trung vào chính mình, chứ không phải tập trung về những người chưa biết Chúa và những người cần Chúa. Loại cầu nguyện thứ hai đó là cầu nguyện những lời cầu nguyện nhỏ. Chỉ cầu xin những điều nho nhỏ mà thôi. Bởi vì lớn quá tôi không dám để xin Chúa. Điều đó cũng cho thấy chúng ta không tin Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, là đấng đáp lời cầu nguyện lớn lao. Chúng ta giấu nó ở dưới một cái lối suy nghĩ đó rằng thôi, mình không có cần những chuyện lớn của Chúa, chỉ cần tập trung và xin những chuyện nho nhỏ thôi. Nhưng anh chị em, tôi muốn đứng đây làm nhân chứng sống để nhắc nhở anh chị em và nói với anh chị em rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành. Và Ngài là đấng đáp lời cầu nguyện một cách lớn lao. Điều mà tôi gọi là 911 của cơ đốc nhân của chúng ta, lời mời của Chúa hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Cho nên đừng nói với tôi rằng Chúa chỉ đáp những lời cầu nguyện nho nhỏ. Nhưng mà Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành, là đấng đáp lời cầu nguyện lớn lao. Ngài làm quá sức chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng những điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Và đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng và phục vụ. Một loại cầu nguyện khác là hiếm khi cầu nguyện. Vì những con người này không tin Đức Chúa Trời hay là không thực sự tin rằng Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện. Cho nên cầu nguyện là vô ích. Có một cái thái độ đó rằng mình phải năng nổ làm việc vì Đức Chúa Trời chỉ giúp những người năng nổ làm việc. God help those who help themselves. Và đây là cái thái độ mà chúng ta thấy trật thượng, một thái độ hết sức là nguy hiểm. Chúng ta là những người con Chúa, được Chúa Ngài mở cho chúng ta một cái cánh cửa. Ngài có những lời mời hết sức là tuyệt vời, mời chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Và một khi chúng ta đáp lại, thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ nói lên đức tin của chúng ta nơi Chúa của chúng ta như thế nào. Vì khi chúng ta tin Chúa là Chúa toàn năng, thì chúng ta sẽ dám xin những điều lớn và khó. Chúng ta tin Chúa, chúng ta là đấng biết hết tất cả mọi sự. Chúng ta có thể xin Chúa cho con biết cái nhu cầu của người mà con đối diện như thế nào để con có thể có lời của Chúa và giúp đỡ cho họ. Và đây là điều mà chúng ta cần học ở trong đời sống của chúng ta để chúng ta nhận được những lời khôn ngoan và tri thức từ nơi Chúa để chúng ta có thể giúp đỡ cho những người xung quanh. Và khi việc xảy ra, người ta sẽ nhận biết rằng chuyện này chỉ có trời biết. Nhưng mà làm sao anh chị này biết được điều này? Và sẽ cho chúng ta cơ hội để chúng ta giới thiệu thêm về Chúa của chúng ta, vì Ngài là đấng biết hết tất cả mọi sự. Ngài thấy ở trong chỗ kinh nghiệm, Ngài thấy hết tất cả mọi sự và Ngài có thể bày tỏ ra ở trong ơn của Chúa. Và anh chị em, khi chúng ta không cầu nguyện là chúng ta lên tiếng với Chúa rằng con không tin Ngài và con cũng không cần Ngài. Cho nên hỏi những người con Chúa, nếu anh chị em hiếm khi cầu nguyện, hãy ăn năn ngay tức khắc, là bởi vì anh chị em đang nói lên một cái tiếng nói của niềm tin của anh chị em, đó là con không tin Chúa quyền năng và con không tin bà trong sự cầu nguyện bởi vì nó không có kết quả và không có lợi ích gì. Và chúng ta nói với Chúa rằng con không có đức tin vào Chúa, cho nên mọi việc ở trong đời sống của con sẽ làm như một số người có thái độ, đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là cầu nguyện. Tôi nghe hàng trăm lần những con người họ nói lời như vậy, cho tôi biết khi họ gặp những hoàn cảnh khó khăn thì họ tìm cách để tự giải quyết. Làm sao để tôi có thể lèo lái qua sự khó khăn này?
Và khi họ làm đủ một cách mà họ đã biết mà không có kết quả thì thường họ mới nói ra rằng bây giờ tất cả những gì chúng ta có thể làm đó là cầu nguyện. Anh chị em, tôi tin rằng Chúa rất buồn khi chúng ta nói cái câu đó. Bởi vì Chúa của chúng ta đáng lý là đấng là chỗ đầu tiên, là giải pháp đầu tiên mà chúng ta chạy đến trước khi chúng ta được Chúa nghe hướng dẫn chúng ta đến với những điều khác. Vì Chúa của chúng ta là đấng có quyền để đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài là đấng rất muốn giúp đỡ cho chúng ta. Và Ngài chờ đợi chúng ta xin Ngài. Cho nên chị em, khi chúng ta gặp khó khăn, đừng cố gắng lèo lái rồi xong việc không xong thì chúng ta mới nhờ Chúa. Nhưng mà ngay tức khắc khi chúng ta đối diện với sự khó khăn là điều mà chúng ta sẽ học nơi hội thánh đầu tiên ở trong ngày hôm nay. Khi họ nghe và biết một cái nan đề, một cái sự khó khăn mà họ chuẩn bị đối diện, thì họ đã làm một công việc hết sức là tuyệt vời mà chúng ta sẽ học ở trong ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta để chúng ta sau khi sứ điệp này, chúng ta hết thảy đều sẽ bắt đầu có những lời cầu nguyện dạng dĩ ở trước mặt Chúa. Chúng ta không còn cầu nguyện một cách ích kỷ. Chúng ta không còn là những người cầu nguyện những chuyện nhỏ nhỏ. Hay là chúng ta là những người ít khi cầu nguyện. Hay là những người mà tất cả những gì chúng ta có thể làm được bây giờ bởi vì chuyện nó đã quá tệ rồi, không ai giúp đỡ được mình hết, thì mình mới cầu nguyện mà thôi. Nhưng chúng ta sẽ đặt Chúa đứng hàng đầu. Chúng ta đến với Chúa, việc đầu tiên của chúng ta là đến với Chúa, giao công việc của chúng ta cho Chúa, nhận quyền năng từ nơi Ngài để chúng ta có thể giải quyết những vấn đề trong đời sống của chúng ta. Bởi vì có như vậy, chúng ta mới là hội thánh thật của Chúa. Hội thánh đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã thành lập. Từ ngày lễ ngũ tuần, hội thánh được khai sinh. Hội thánh đó đã bày tỏ ra cho chúng ta một sự sống, một sự nhờ cậy và quyền năng của Chúa, vì Chúa Ngài đã đổ quyền năng của Ngài trên đời sống của họ. Anh chị em đã xin điều gì ở trong tuần qua? Anh chị em đáp ứng như thế nào với sứ điệp tuần rồi? Anh chị em đã xin điều gì ở trong tuần qua? Một số quý vị có thể nói rằng thật ra tôi không có xin gì cả. Điều đó cũng nói lên rất rõ bạn tin Đức Chúa Trời như thế nào. Chúa nói mặc kệ Chúa, sứ điệp của Chúa, mục sư ông giảng chuyện đó của mục sư. Còn tôi cứ tiếp tục mỗi ngày như một ngày công việc thường trực của tôi. Đó là thái độ của những con người nghe, lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Không thực hành những điều Chúa Ngài dạy dỗ đời sống của chúng ta. Và chúng ta hỏi tại sao chúng ta không biết Chúa, không kinh nghiệm Chúa như những người khác. Một số khác có thể nói tôi cũng không nhớ những gì tôi đã cầu xin. Điều đó cũng cho thấy rất rõ về chúng ta. Là chúng ta nói một cách bâng quơ, chúng ta cầu nguyện một cách vô ý thức. Chứ không phải là những lời cầu nguyện tập trung, những lời cầu nguyện của đức tin, những lời cầu nguyện dạng dĩ. Mình cầu nguyện mà mình cũng nhớ mình cầu nguyện cái gì, cầu xin Chúa cái điều gì. Đó là gây nguy hiểm cho đời sống của chúng ta. Một số khác thì có thể kể ra tôi đã cầu nguyện điều này, điều này. Nhưng anh chị em, cho tôi thách thức anh chị em với ý tưởng này. Nếu tất cả những lời cầu nguyện của anh chị em trong tuần qua Chúa đều đáp lời hết, thì câu hỏi đó là thế giới này được ảnh hưởng như thế nào khi tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta ở trong tuần qua Chúa đều đáp lời. Một hồi khác để giúp đỡ chúng ta suy nghĩ đó là nếu tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta tại đây ở trong hội thánh của Chúa VBC Houston cũng như các đệ tớ của Chúa, các con cái của Chúa ở xa đang cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi trong giờ này và những giờ sắp đến, Chúa đều đáp lời, thì chúng ta thử hình dung cái sức mạnh của nó ảnh hưởng trên thế giới của chúng ta ra làm sao. Chúng ta trở lại với một lẽ thật là Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời thừa quyền năng để đáp lời cầu nguyện chúng ta. Và khi Chúa Ngài đáp lời, Ngài sẽ làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta có thể cầu xin.
Đây là một tiềm năng tuyệt vời của sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng. Vô cùng là bao nhiêu cùng anh chị em? Không có giới hạn. Ngài làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Để mà không chịu cầu nguyện thì chịu. Trở lại, như tuần qua, Chúa đáp lời tất cả những điều mà anh chị em cầu xin. Thì thế giới này khác biệt hay là được ảnh hưởng như thế nào? Câu trả lời, theo như đa số cơ đốc nhân thường cầu nguyện, thì điều duy nhất đã tạo nên sự khác biệt đó là chính những điều gần với tấm lòng của anh chị em. Chúa đáp lời cầu nguyện. Nhưng nếu chúng ta chỉ cầu nguyện cho những người thân thương và những người gần gũi mình mà thôi, và những công việc liên quan đến đời sống của mình, thì chúng ta có thể tiếp tục được phước của Chúa, nhưng mà chúng ta không làm nguồn phước cho thế giới này. Chúng ta không làm nhân chứng như Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Xin Chúa Ngài cho để chúng ta đừng nâng những lời cầu nguyện như vậy. Nhưng mà chúng ta phải học để cầu nguyện những điều lớn hơn. Vì đúng Chúa Ngài bảo chúng ta phải cầu nguyện cho gia đình của mình, cầu nguyện xin Chúa Ngài ban cho chúng ta những đáp ứng cho những nhu cần ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện và tin một cách chắc chắn là cha của chúng ta biết tất cả mọi nhu cầu của chúng ta, cho nên chúng ta không có gì nghi ngờ rằng Chúa Ngài sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta. Nhưng còn những lời cầu nguyện làm chấn động thế giới, những lời cầu nguyện thay đổi thế giới của chúng ta thì sao? Hay là chúng ta chỉ cầu xin là Chúa, con là một thiếu nữ còn độc thân, con muốn lập gia đình, xin Chúa dắt đến cho con một người chồng điển trai, nóng trái, sốt sắng cầu nguyện cho con và hướng dẫn con trong bước đường đi theo Chúa. Điều đó tốt, cứ cầu nguyện, nhưng mà đừng chỉ cầu nguyện như vậy mà thôi. Bởi vì nếu Chúa dắt đến một ông chồng, một người chồng mà đang nóng trái cho Chúa, mà lập gia đình với mình mà mình nguội như là cái tủ lạnh á, thì mình sẽ làm nguội người chồng này. Còn anh chị em, cầu xin Chúa cho những điều mà chúng ta chỉ biết về chính mình mà thôi, hay là trong cái thế giới nhỏ của chúng ta mà thôi. Tôi đã từng có một đời sống cầu nguyện như vậy. Được huấn luyện ở trong trường những cái môn về sự phát triển của hội thánh của Chúa. Đặt mục tiêu là năm nay mình đặt một cái chỉ tiêu là hội thánh của Chúa sẽ phát triển 10% hơn. Hay là 15%. Và chỉ giám sinh của chừng đó. Cho đến khi tôi được tiếp xúc và dự phần vào các cuộc hội thảo. Như để không ai hư mất. So that none will perish. Của sứ giả phục hưng Á Cần Đình, đó là Ed Sivoso. Chúng ta để ý đến nhan đề của quyển sách ông, để không ai hư mất. So that none will perish. Và khi tôi được tiếp xúc, được huấn luyện ở tại Astro Arena về sự phục hưng hậu đến, The Coming Revival của một sư tiến sĩ Bill Bright, người đã sáng lập hội Campus Crusade for Christ, nói đến một sự phục hưng lớn lao xảy ra mà bắt đầu từ những con người có thể lần đầu tiên trong cuộc đời của mình gia nhập vào trong đội ngũ của những người sẽ ít nhất một lần trong cuộc đời của mình dành 40 ngày kiêng ăn cầu nguyện. Là 1 tỷ linh hồn kế tiếp, the next billion soul. Khi tôi được mời và tham dự cái kỳ hội thảo đó, em tôi ngồi mà tôi nói rằng, Lạy Chúa, đây là những con người từ hành tinh nào đến?
Bởi vì trước đó tôi chỉ tiếp xúc với những con người xin Chúa cho hội thánh của Chúa phát triển 10%, 15%, xin Chúa ngài cho để cuộc đời của con trong năm nay có thể hướng dẫn được một người đến với Chúa. Hay là xin cho dân tộc của chúng con được vài trăm ngàn người nữa được đến với Chúa ở trong một thập niên tới. Những con người này họ cầu nguyện và xin sự hướng dẫn của Chúa cho kế hoạch để hướng dẫn 1 tỷ người kế tiếp đến với Chúa. Bạn xem người ta nói rằng cái sức mạnh của sự liên hiệp nó đem lại một cái sự khích lệ rất là lớn. Và bây giờ tôi gặp những con người họ có những lời cầu nguyện thật là vĩ đại và có những mục tiêu hết sức là lớn lao. Anh chị em, trước đó tôi chưa bao giờ nghe một người Việt Nam nào dám xin Chúa cho có 1 triệu người Việt Nam tin Chúa. Cho nên thật là một sửng sốt khi tôi được tiếp xúc với những con người dám xin 1.000 triệu, tức là 1 tỷ người kế tiếp sẽ tin Chúa. Rồi vì Calvary chúng ta cướp bóc quả ngục và làm đầy thiên đàng. We are plunder hell and populate heaven for Calvary's sake. Của nhà truyền giáo Reinhard Bonnke. Oh, ông có một cái khải tượng và đáp lại sự kêu gọi của Chúa để đem tin lành của Chúa và sẽ làm cho cả Phi Châu được cứu vì Phi Châu đã được rửa trong huyết của Đức Chúa Giê-xu. Oh. Từ đó tôi không dám xin những chuyện nhỏ nhỏ nữa. Vì tôi biết cái giá trị của sự cầu nguyện và Đức Chúa Trời, ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta và ngài sẽ đáp lời và ngài sẽ tỏ cho chúng ta những việc lớn và khó, những việc chúng ta chưa từng biết. Ngài là đấng sẽ làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nếu Chúa làm trỗi hơn những cái chuyện nhỏ nhỏ mà mình xin thì nó không có bao nhiêu hết. Rồi tôi tiếp xúc với lại một cuộc hội nghị được tổ chức ở tại Jakarta, Indonesia. Gặp gỡ những tổng thống của các nước Phi Châu. Đệ nhất phu nhân của một nước. Và những người sứ giả được Chúa ngài gửi về để trong kỳ hội nghị đó. Ước mơ của họ là thế giới sẽ được biến đổi. Anh xem quan sát những con người này. Nghe những ước mơ của họ, lời cầu nguyện của họ, nó ảnh hưởng trên đời sống của tôi một cách rất là nhiều. Và tôi bắt đầu cầu nguyện và mở rộng sự cầu nguyện. Xin sự phục hưng bùng ra trong các hội thánh Việt Nam của chúng ta. Xin Chúa ngài ban phước để những con người tại các xứ nghèo, đời sống của người sẽ được cải thiện. Dấu kỳ phép lạ lớn sẽ xảy ra với những chứng cớ sờ sờ không ai có thể chối cãi được. Xin Chúa ngài dấy lên những Billy Graham, những Reinhard Bonnke cho đất nước Việt Nam của chúng con. 53 tỉnh thành có 53 sắc tộc của người dân tộc, sẽ có 53 triệu người Việt Nam được cứu. Mỗi ngày thứ năm và thứ ba chúng tôi hiệp tác và cầu nguyện điều này cho đến ngày hôm nay. Và với một cái ước mơ đó, xin Chúa ngài ban phước để ngài Đức Chúa Giê-xu trở lại thì người Việt Nam ở thiên đàng nhiều hơn ở tại quả ngục. Cảm ơn Chúa. Những lời cầu nguyện ước mơ gần đây nhất của chúng tôi trong 5 năm qua đó là xin Chúa cho 1 triệu cơ đốc nhân Việt Nam sẽ được báp têm trong Đức Thánh Linh để tin lành quyền năng của Chúa sẽ được rao giảng cho dân tộc của con. Anh chị em có thể nói mục sư Khánh ông điên rồi. Ông xin những cái chuyện thà là điên rồ ở trước mặt con người nhưng mà hết lòng tin cậy Chúa. Bởi vì tôi không dám xin những chuyện nhỏ nhỏ nữa. Vì tôi đã có cơ hội ngồi bên cạnh lắng nghe những con người vĩ đại của Chúa để dám xin những điều lớn và Chúa đã sử dụng họ. Và tôi thấy kết quả. Cho nên việc 53 triệu người Việt Nam sẽ được cứu là chuyện sẽ đến thôi. Amen anh chị em. Và chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài sẽ khiến cho con cái của chúng ta sẽ được tiến thân đến mức cao nhất ở trong xã hội này.
Anh chị em nhớ những sứ điệp mà chúng tôi chia sẻ rồi đó. Tôi sang Đức Quốc thì nghe các phụ huynh, các con gái của Chúa nói rằng: Mục sư Khánh ơi, ở bên này rất là chúng tôi có thể ra bằng kỹ sư, nhưng mà khi đi làm việc thì không bao giờ được tiến cao hơn là những người dân bản xứ. Tôi nói ở Hoa Kỳ thì khác. Chúng tôi hay là con gái của chúng tôi có thể thăng tiến đến bao nhiêu trong khả năng của mình thì đến bấy nhiêu. Một cơ hội rất là đặc biệt. Cho nên tôi cầu nguyện con cái của chúng ta sẽ tiến thân với mức cao nhất ở trong xã hội này. Chúng ta phải nắm những cái núi của sự ảnh hưởng của xã hội thì chúng ta mới có thể ảnh hưởng cho vương quốc của Chúa. Tôi cầu nguyện hội thánh này đầy những bác sĩ. Và cảm ơn Chúa có rất nhiều bác sĩ đã tốt nghiệp trong những ngày qua. Tôi cầu nguyện tới đây sẽ đầy những luật sư, những kỹ sư, những doanh nhân thành công và nhiều triệu phú được Chúa ngài ban phước ở trong hội thánh này. Họ trở nên triệu phú, họ trở nên những người được Đức Chúa Trời ngài sử dụng và ban phước là bởi vì sự khôn ngoan thiên thượng mà Chúa ngài ban trên họ, cho nên họ có thể có những sáng chế, những phát minh, họ tài giỏi đứng hàng đầu và xuất chúng đối với những người bạn cùng lứa và những người cùng ngành của họ. Chúa ngài hứa cho tuyển dân của Chúa rằng chúng ta sẽ đứng đằng đầu chứ không đứng đằng đuôi. Chúng ta cho người khác vay mượn chứ chúng ta không đi mượn ai. Nếu chúng ta muốn tạo nên sự khác biệt lớn trên thế giới, đã đến lúc để chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện giản dị. Amen anh chị em. Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà tôi không thể nào trở lại với những ngày trước khi kinh nghiệm được báp têm trong Đức Thánh Linh. Thì lúc đó những ước mơ quá nhỏ, những kết quả thật là khiêm nhường. Và cái nhìn về công việc của vương quốc Đức Chúa Trời thì nó lẫn quẩn ở trong cái cộng đồng của mình. Và nhiều người thì nói rằng Mục sư Khánh ông tào lao với chuyện các nước, các xứ thì chuyện nó để cho người khác lo, còn mình chỉ tập trung giảng tin lành cho người Việt thôi. Tôi rằng tin lành mà tôi nghe Chúa Giêsu rao giảng và sứ mạng vĩ đại mà Chúa ngài giao cho hội thánh của Chúa là tin lành cho toàn nhân loại. Amen anh chị em. Không chỉ cho người Việt Nam chúng ta, mặc dù chúng ta được kêu gọi và chúng ta có lời điểm trực tiếp đối với người Việt Nam chúng ta vì chúng ta nói tiếng Việt. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ tập trung vào cho người dân bản xứ của mình, người Việt của mình mà thôi, chúng ta tất trách trước mặt Chúa. Người ta có thể lý luận nó Mục sư Khánh, nhưng mà tiếng Anh, tiếng U tôi nói dở lắm. Tôi nói rằng tiếng Anh của các bạn đủ để có thể đi làm việc được, các bạn có thể chia sẻ tin lành của Chúa được. Tôi nhớ cái ngày mà một người câm sau khi tin Chúa trong một buổi truyền giảng ở tại vùng Taylor, Texas. Anh trở về và làm kẹt đường, tắt đường. Thì anh đứng ngay chỗ đèn xanh, đèn đỏ. Xin lỗi, một cái bảng stop 4 chiều. Và làm chứng cho những người lái xe đến. Anh chỉ ra dấu mà thôi. Rằng bạn hãy mời Đức Chúa Giêsu vào lòng của mình để đời sống các bạn được phước và bạn được lên thiên đàng. Anh chỉ ra dấu như vậy. Và mỗi một chiếc xe đến bảng stop thì phải nghe anh hay là thấy anh giảng tin lành của Chúa bằng ra dấu. Nó kẹt đường. Rồi chúng tôi bị kẹt ở phía sau, cứ ngóng nhìn không biết là chuyện gì ở trên đó. Tưởng đó là có tai nạn xe gì, đến khi đến nơi thì thấy một cái người. Và tôi được một cái sự thuyết phục rất là lớn ở trong lòng, đó là nếu cái người này bị khuyết tật mà không thể giảng bằng lời được, nhưng mà đã giảng bằng cách ra dấu, thì tôi không thể nào yên lặng mà không nói về Chúa Đấng đã yêu tôi và phó chính mình ngài vì tôi. Và Đấng đã truyền lệnh cho hội thánh của Chúa, chúng ta phải giảng tin lành này khắp đất. Anh chị em, nếu chúng ta muốn tạo ra sự khác biệt lớn trên thế giới này, cho tôi nhắc với anh chị em, đã đến lúc chúng ta
cầu nguyện, lời cầu nguyện giản dị. Chúng ta đến với sách Công vụ Sứ đồ và tôi ôn lại một số điều mà chúng ta đã học qua tuần trước. Chúng ta đã nghiên cứu về việc Phi-rơ và Giăng một ngày khi họ lên đền thờ để cầu nguyện. Họ đã gặp gỡ một người bại tuổi thời sanh ra, được gia đình mang đến cửa đẹp, nhưng mà cuộc đời của anh không có đẹp bao giờ. Bèn ở đó để xin tiền những người lên đền thờ để thờ phượng. Thế nào Phi-rơ dạng dĩ gọi dòng dõi gian ác kia, và ông bảo họ phải ăn năn và chịu báp têm ở trong danh Đức Giê-xu, thì lạ lùng thay 3.000 người đã xin vào gia đình của Chúa ở trong ngày hôm đó. Thế rồi mấy ngày sau, trên đường lên đền thờ để cầu nguyện, và họ đã gặp gỡ người bại ăn xin ở tại cổng đền thờ. Phi-rơ và Giăng đã nói: bạc và vàng ta không có, nhưng điều ta có ta cho ngươi. Nhân danh Giê-xu người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Và lập tức hai bàn chân và mắt cá của người này cứng vững, người bại được lành, nhảy lên đứng thẳng và bước đi cùng hai ông vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Dân chúng nhận ra anh ta là người ăn xin tại cửa đẹp, và tất cả mọi người đều kinh ngạc và sửng sốt. Tuy nhiên không phải ai cũng xúc động về việc này. Phi-rơ bắt đầu rao giảng về thập tự giá của Chúa, và các lãnh đạo Do Thái đã nổi giận và tống tù họ. Tuần rồi chúng ta đã học ở trong Công vụ chương 4 câu 1 đến câu 4. Trong khi Phi-rơ và Giăng đang nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, viên quản lý đền thờ và những người Sa-đu-xê kéo đến. Họ bực tức vì hai ông dạy dỗ dân chúng và công bố rằng trong Đức Giê-xu có sự sống lại từ cõi chết. Họ bắt hai ông giam vào ngục cho đến ngày hôm sau, vì lúc ấy trời đã tối. Mặc dù vậy, có nhiều người trong số họ đã nghe Chúa thì tin, và số nam tín hữu lên đến 5.000. Cảm ơn Chúa. Tại sao họ bị bắt, bị nhốt ở trong tù? Bởi vì họ đang rao giảng Chúa Giê-xu. Để chúng ta xem điều gì đã xảy ra với họ ở trong câu chuyện này. Ở trong Công vụ chương 4 câu 5 đến 12, ngày hôm sau, các lãnh đạo, các trưởng lão, các thầy thông giáo họp tại Jerusalem cùng với Anne là thầy tế lễ thượng phẩm, Caiphê, Giăng, Alexander và tất cả những người thuộc về gia đình thầy tế lễ thượng phẩm. Họ bắt hai ông đến đứng giữa họ và tra hỏi: nhờ quyền năng nào hay là nhân danh ai mà các anh làm điều này? Bây giờ Phi-rơ được đầy dạy Đức Thánh Linh nói rằng: thưa các vị lãnh đạo và quý trưởng lão, nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, và bằng cách nào người này được chữa lành, thì xin tất cả quý vị và toàn dân Israel hãy biết rằng nhờ danh Đức Chúa Giê-xu Christ người Nazareth, đấng mà quý vị đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết, chính nhờ danh ấy mà người này được lành mạnh và hiện đứng trước mặt quý vị đây. Ngài là hòn đá bị các ông là những thợ xây nhà loại ra, nhưng lại trở nên hòn đá gốc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Wow! Một sự giản dị làm cho những người lãnh đạo của Do Thái giáo trong lúc bây giờ phải bối rối. Phi-rơ tại đây như chỉ thẳng vào mặt của họ. Ông trả lời một cách hết sức là xác quyết. Không phải nhờ công đức riêng của ông, nhưng mà nhờ danh của Đức Chúa Giê-xu người Nazareth mà người này đã được lành bệnh. Cảm ơn Chúa. Những người lãnh đạo Do Thái lúc bây giờ rất muốn nhốt họ trong tù, ngay cả giết chết họ đi vì những điều mà họ đang làm. Anh chị em thấy thật là lạ luôn. Nhưng vì người bại nay được lành, đang đứng ở trước mặt họ, họ không thể làm gì được, vì cả thành Jerusalem đều biết họ đã làm phép lạ sờ sờ hiển nhiên này. Vì sợ dân chúng, họ đang ca ngợi Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra, cho nên tòa công luận, những người lãnh đạo của Do Thái bắt buộc phải chọn một cái phương án là cấm các sứ đồ lấy danh và rao giảng về danh của Đức Chúa Giê-xu. Anh chị em thật là quái gở phải không? Những con người lãnh đạo
của Do Thái giáo là những người biết có một Đức Chúa Trời toàn năng là Đức Chúa Trời của họ, họ là chuẩn dân của Ngài. Công Đức Chúa Trời đã nói với dân sự của Chúa, các ngươi giữ theo luật pháp của ta thì ta sẽ là Đức Giê-hô-va Ra-pha của các ngươi, ta chữa lành cho các ngươi. Bây giờ nhân danh Đức Giê-xu, người bại này được chữa lành, thì họ đến và nói rằng tôi cấm các anh thay đổi cuộc đời của những con người đang có sự khó khăn. Tôi cấm các anh giúp đỡ cho những người có nhu cầu này. Nghe giống ngày hôm nay không chị? Có nhiều người nói, mùa sư anh giảng về chữa lành, tập trung vào việc giảng tin lành của Chúa. Chữa lành là tin lành của Chúa. Phép lạ là việc Đức Chúa Trời làm cặp theo để làm cho vững đạo mà chúng ta rao giảng, tin lành mà chúng ta rao giảng. Đừng giúp những người có bệnh, cứ để họ tự đi kiếm bác sĩ, đi bệnh viện, cầu nguyện cho họ được chữa lành. Tôi cấm hay là tôi không muốn ông mục sư làm công việc đó. Mà ông mục sư làm, tôi sẽ dán cho ông cái nhãn là tà giáo. Tà giáo cầu nguyện ta được lành, còn tôi chánh giáo cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra. Vô lý như tòa công luận, phải không chị em? Nhưng mà Phi-rơ và Giăng đã trả lời một cách hết sức là vững vàng. Các ông cứ cấm, nhưng mà phần của chúng tôi thì muốn nói với các ông là thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Vì Đức Chúa Trời ra lệnh cho chúng tôi phải ra đi rao giảng tin lành của Chúa và giúp đỡ cho nhiều người. Chữa lành những người đau ốm, khiến sống kẻ chết, trị quỷ, khiến kẻ phun được sạch. Đó là lệnh của Chúa cho chúng tôi, còn các ông cấm thì chuyện của các ông, nhưng mà chúng tôi thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời các ông. Thì chúng ta để ý đến hai sứ đồ đã phản ứng một cách hết sức là táo bạo dạn dĩ, phải không em? Tại sao họ có được sự dạn dĩ đó? Tuần rồi chúng ta đã học, vì các ông đã từng ở với Chúa Giê-xu, các ông đã kinh nghiệm được báp têm trong Đức Thánh Linh. Như Chúa Giê-xu đã nói, những cái Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép để làm nhân chứng cho ta tại thành Jerusalem, cả Syria, Samaria cho đến khắp cùng trái đất. Cảm ơn Chúa. Và đó là chỗ mà chúng ta bắt đầu ngày hôm nay. Trong công vụ chương 4 câu 23 và 24 phần A. Sau khi được thả ra, hai ông đến với anh em mình và thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Nghe xong, họ đồng một lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Ngay sau khi được thả ra, hai sứ đồ đến với hội thánh thuật lại những điều mà các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói. Thì chúng ta để ý đến tới đây, các sứ đồ chắc chắn nói rằng họ đã cấm chúng ta không được nhân danh Chúa Giê-xu mà nói hay giảng. Họ thuật lại cho hội thánh điều gì? Chúng ta thấy rằng họ nói đến những lời hăm dọa này. Khi nghe xong điều này, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là tất cả các tín đồ họ đã làm gì anh chị em? Đồng một lòng, lớn tiếng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Một phản ứng tuyệt vời, một phản ứng táo bạo, một sự phản ứng dạn dĩ. Người ta cấm, người ta có thể lấy mạng của mình, mà khi nghe thì không phải một người, ông trưởng lão nào đó già rồi có bị ném đá chết không sao, mình đã sống xong cuộc đời của mình không, cả hội thánh. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nghe xong, họ đồng một lòng nhỏ. Biết đâu chừng tòa tổng lượng sai người đi theo mình, nó đang theo dõi mình cầu nguyện lớn tiếng, nó nhào vô nó bắt hết, nó bỏ tù hết. Không, họ đồng một lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì thái độ của những con người này. Họ đồng lòng lớn tiếng cầu nguyện. Tôi thích câu này quá. Amen anh chị em.
Vì các sứ đồ biết, họ cấm vì họ sợ. Họ sợ cái kết quả của cuộc đời của hội thánh và sinh hoạt của hội thánh sẽ cứu hết, sẽ đem hết tất cả những người của Do Thái giáo của họ vào trong cái đạo mới mà họ nghĩ rằng đây là đạo lạc. Cho nên họ cấm cầu nguyện xin Chúa ngày ban ơn để dặn dĩ càng hơn. Ngợi khen Chúa. Đó là điều hết sức là mạnh mẽ. Mà khi tín nhân đến với nhau cùng trình dâng nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, thì chúng ta sẽ thấy những việc lớn xảy ra. Cảm ơn Chúa. Vì có một sức mạnh rất lớn khi chúng ta hiệp lại với nhau, hiệp lòng với nhau và chúng ta cầu nguyện. Và điều khác ở tại đây đó là dưới sự bắt bớ lớn lao, họ đã đồng lòng lớn tiếng cầu nguyện như vậy. Cảm ơn Chúa. Họ cầu nguyện như thế nào? Câu 24 phần B cho đến câu số 28. Lại Chúa là đấng dựng nên trời đất biển cùng muôn vật ở trong đó. Ngài đã dùng Đức Thánh Linh phán qua miệng của tổ phụ David chúng tôi là đầy tớ của Ngài. Cái lời bắt đầu của họ, mở đầu của họ trong sự cầu nguyện cũng là trong bản tiếng Việt của chúng ta là Lại Chúa. Trong tiếng Anh, Sovereign God, Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời tể trị, đấng tể trị. Họ kêu đến Chúa toàn năng, toàn quyền tể trị. Lại Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật ở trong đó. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, cách họ cầu nguyện dạy cho chúng ta rất là nhiều điều. Lại Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật ở trong đó. Họ bắt đầu lời cầu nguyện này vì đây là yếu tố rất là quan trọng để chúng ta cầu nguyện một cách dạng gì. Chúng ta cần biết chúng ta cầu nguyện với ai. Nếu trong tấm lòng của chúng ta, cái vị thần hay là cái đấng mà chúng ta cầu nguyện, vì là cầu nguyện chúng ta phản ảnh đức tin của chúng ta đối với đấng đó. Họ ý thức về quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Họ thừa nhận, họ chúc tạ Ngài là đấng tạo hóa toàn năng, là đấng dựng nên trời đất, Ngài là đấng dựng nên và định mọi việc này, và Ngài toàn quyền tể trị. Điều đây họ đã làm, đó là xếp cuộc đời và vị trí của họ vào trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta. Họ nhắc nhở chính mình Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa muôn loài. Cảm ơn Chúa. Vì anh chị em, chúng ta cần phải nhắc nhở chính mình, và trong lời cầu nguyện của chúng ta cũng không nhất thiết là phải lặp lại từng câu này, nhưng mà chúng ta phải biết chúng ta đang cầu xin những điều gì và cầu xin với ai. Dân ngoài, những người của các tôn giáo khác, họ đứng trước một cục đất sét, họ xin những chuyện nho nhỏ là điều có thể chấp nhận được, bởi vì chỉ là cục đất sét. Họ biết, họ đã thỉnh về, nói chữ thỉnh thì nghe cho nó hay, họ mua về, họ bỏ tiền ra mua cái ông đó đem về để ngồi tại đó. Khi trong nhà xe cộ đi ngang, bụi nó dính đầy đầu, có nhiều khi nhện nó văng, cái gắn nhện ở trên đầu không phủi được. Con cháu nó dọn nhà, nó ẩm đi theo, nó bất cẩn nó làm rớt, bợp, vỡ ra từng mảnh. Cái đầu dơ không tự lau được. Thì những người cầu nguyện với nó là những người cầu nguyện những lời cầu nguyện nhỏ nhỏ là phải. Còn chúng ta là những người đang cầu nguyện với Chúa toàn năng, đấng dựng nên trời, đất và muôn vật ở trong trời đất này. Là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đức Chúa Trời toàn tri, là Đức Chúa Trời toàn tài, là Đức Chúa Trời mà Ngài hỏi tiên tri của Ngài: ta là Đức Chúa Trời, có việc gì là khó cho ta không? Cho anh chị em, khi chúng ta nhắc nhở chính mình và đến với Chúa ở trong một cái đức tin như vậy, thì chúng ta sẽ có
có thể cầu xin những điều lớn lao, xin một cách giản dị. Amen. Cho nên câu hỏi là Đức Chúa Trời của anh chị em vĩ đại bao nhiêu? Đức Chúa Trời của anh chị em cầu nguyện quyền năng cỡ nào? Ngài đang ở đâu? Ngài đang ở chính tầng mây xanh và chúng ta kêu không tới, hay là Ngài là đứng đã hứa với chúng ta rằng khi chúng ta hạ lòng kiêng ăn cầu nguyện, khi chúng ta cầu xin thì Chúa liền ứng và nói rằng có ta đây. Là đấng mà đã giới thiệu cho chúng ta một điều hết sức tuyệt vời là Ngài đang ở trong chúng ta vì chúng ta là đền thờ của Ngài. Đấng đó là đấng dựng nên trời, đất, muôn vật. Cảm ơn Chúa. Cho anh chị em hãy bắt đầu cái lời cầu nguyện chúng ta, và để chúng ta có thể cầu nguyện những lời cầu nguyện dạng dị lớn lao, chúng ta phải nhắc nhở chính mình và chúng ta phải kiện toàn đức tin của chúng ta. Đấng mà chúng ta cầu nguyện với là ai? Cho nên thật là nguy hiểm để chúng ta để người ta nhồi nhét vào trong đầu chúng ta. Có một Đức Chúa Trời toàn năng. Ngày xưa Ngài có làm phép lạ trong thời của Kinh Thánh, nhưng mà hôm nay Chúa không có làm nữa. Ngày xưa Ngài toàn năng, nhưng mà bây giờ Ngài giới hạn rồi. Ngày xưa Chúa hứa rằng Ngài cứu và Ngài chữa lành, nhưng mà hôm nay được cứu rồi con ráng chịu. Giảng về Chúa như vậy thì họ cho là chánh giáo. Còn giảng một Đức Chúa Trời đã nhập thể làm người ở trong Đức Chúa Jesus Christ là đến hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, có trong lời của Chúa, nhưng mà nói cái đó là tà giáo. Mâu thuẫn. Cảm ơn chị em. Xin đừng ai trong chúng ta ở tại đây cũng như ở khắp nơi đang nghe sứ điệp này mà chúng ta lại đến với Chúa trong thái độ đó. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hàng sống. Ngài đã làm phép lạ trong Cựu Ước, Ngài đã làm phép lạ trong Tân Ước, Ngài đã làm phép lạ ở trong các thế kỷ trước, và Ngài cũng là Đức Chúa Trời đang làm phép lạ ngày hôm nay. Và Ngài sẽ tiếp tục làm phép lạ vì Ngài là đấng hay làm những phép lạ lớn lao. Cảm ơn Chúa. Họ nhắc nhở chính mình Đức Chúa Trời là đấng tạo nên muôn loài. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng họ nhắc nhở chính mình để họ cũng đem đến linh cán cân và họ cân. Đúng, mấy ông thầy tế lễ cả tòa công luận này họ có quyền đó. Vì họ mới bỏ tù hai ông. Ngày hôm sau họ có thể cho người ra dắt hai ông ra đứng ở trước mặt họ để họ hạch hỏi, để họ hăm dò. Đúng là họ có quyền đó. Nhưng mà họ cầu nguyện với Chúa như vậy để nhắc nhở rằng Ngài là đấng dựng nên trời, đất, muôn vật. Trong đó có mấy ông này nữa. Mà họ là vật sọ tạo, mà họ ra lệnh thì tôi nên vâng lời đấng tạo hóa hơn là cái vật sọ tạo này, dù nó có được một ít quyền hành ở tại đây. Thì đó giúp đỡ cho đức tin của tôi rằng Chúa chúng ta có quyền trên tất cả, trên ngôi quyền, trên tất cả những quyền hành ở trên thế gian này. Họ có là bởi vì Chúa Ngài cho họ lên ngôi đó, trên cái ghế đó, trên cái vai trò đó, cái vị trí đó. Cảm ơn Chúa. Và trong khi họ làm như vậy, họ đã cầu nguyện hai lời cầu nguyện dạng dị. Và đây cũng là điều mà tôi cầu nguyện cho hội thánh của Chúa. Để hết thảy chúng ta là hội thánh VBC Houston, chúng ta sẽ cầu nguyện và sống với hai lời cầu nguyện dạng dị này. Bởi vì để chúng ta có thể làm nên sự khác biệt và ảnh hưởng, chúng ta cùng nhau thay đổi thế giới này, chúng ta không thể là hội thánh hầm hầm được. Chúng ta cũng không thể là những người chỉ tiếp nhận văn hóa của tin lành, truyền thống của tin lành, mà phải là những người hết lòng dấn thân theo Đức Chúa Jesus Christ, sống một cách dạng dĩ cho danh trên hết mọi danh là danh Chúa Giêsu của chúng ta. Tôi khuyến khích anh chị em cầu nguyện hai lời cầu nguyện dạng dĩ này. Thứ nhất, đó là chúng ta cầu xin để được dạng dĩ. Chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời làm cho chúng ta dạng dĩ. Công vụ chương 4 câu 29. Bây giờ xin Chúa xét lời hăm dọa của họ và cho các đầy tớ của Ngài sự dạng dĩ giảng lời của Ngài. Họ xin sự dạng dĩ này.
Cảm ơn Chúa. Sau khi họ chúc tụng Chúa, họ ca ngợi Chúa, họ nói bây giờ xin Chúa xét cái lời hăm dọa của họ, của tòa công luận, của những người lãnh đạo của Do Thái này. Rồi điều họ cầu xin tại đây, và cho các đầy tớ của Ngài giảng dĩ rao giảng lời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Họ hăm dọa điều gì? Họ có thể hăm dọa là đánh đập, bỏ tù, giết chết thân thể của những người này. Xin Chúa xem xét lời hăm dọa của họ. Và đây là điều họ cầu xin, và cho các đầy tớ của Ngài làm gì anh chị em? Giảng dĩ rao giảng lời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Họ cầu xin để được giảng dĩ càng hơn. Và đây cũng là điều mà chúng ta thấy rằng nó khác thường. Bởi vì phải chăng chính cái sự giảng dĩ này của Phi-e-rơ mà đã bị bỏ tù, đã làm cho họ gặp những sự khó khăn này? Phải chăng tòa công luận đã cấm không cho họ lấy danh của Chúa Giê-xu mà giảng dạy hay là hành động chính vì nguyên nhân của sự giảng dĩ của họ không? Nếu có lời cố vấn theo kiến thức của phổ thông thì chắc là thôi cái chuyện Chúa Giê-xu bây giờ mình êm đi, tạm ẩn mình một thời gian đi, để cho cái hoàn cảnh nó nguội bớt xuống rồi lúc bây giờ hãy giảng đạo tiếp. Nghe có lý phải không anh chị em? Nhưng mà trong Chúa đó, chúng ta giảm bớt lửa thì nó sẽ tắt luôn. Con đường đi theo Chúa của Cơ Đốc nhân như con gà. Anh chị em có bao giờ thấy con gà nó đi ngược không? Nó đi lui không? Không, Đức Chúa Trời dựng nên cái chân của con gà nó chỉ đi tới thôi. Amen anh chị em. Xin Chúa nghe cho chúng ta trong sự vâng lời Chúa sẽ giống như con gà đó. Chúa cho chân của chúng ta chỉ nhón đến mà chúng ta đi tới thôi. Không thấy con gà nó đi lui. Xin Chúa nghe ban phước để chúng ta chỉ có một hướng, đó là tấn tới và cần ơn của Chúa, xin ơn của Chúa, cần sự dạng dĩ. Xin Chúa nghe ban chúng ta sự dạng dĩ để chúng ta sẽ kết quả trong việc, vì có rất là nhiều người cần được cứu. Câu hỏi bây giờ đó là bạn đã bao giờ cầu nguyện cho sự dạng dĩ chưa? Là cầu nguyện như là Chúa xin khiến con dạng dĩ trước mặt Ngài. Tôi tin rằng hầu hết chúng ta chưa bao giờ. Tại sao? Vì đây là điều đáng sợ. Vì chúng ta thích cuộc sống an bình hiện tại. Chúng ta sống một lối sống cầu an, cầu hòa. Thôi được rồi mục sư, chuyện đó mục sư xin dạng dĩ, mục sư xin đi. Còn tôi sống thường thường được rồi. Và an phận làm tín đồ, hay là thêm một cái danh từ, đó là phó tín đồ nữa. Tức là chẳng những tin mà còn phó tin nữa. Đâu là lời hứa của Chúa? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm nhân chứng cho ta tại Jerusalem, cả Siu-đê, xứ Samri cho đến khắp cùng trái đất. Cảm ơn Chúa. Và đây là điều mà tôi xin nhắc lại với anh chị em, cái lẽ thật đầu tiên của chúng ta. Vì vấn đề là dạng dĩ, là lối sống mà lời cầu nguyện của chúng ta sẽ nói lên chúng ta tin Chúa của chúng ta như thế nào. Dạng dĩ là lối sống mà lời cầu nguyện, người lân cận là trung tâm. Dạng dĩ thông thường không để tự giúp mình, mà dạng dĩ vì có một nhu cầu nào đó, có một cái năng đề nào đó cần được đáp ứng, mà đáp ứng một cách táo bạo, đáp ứng một cách mạnh mẽ, đáp ứng một cách dạng dĩ. Thành thật mà nói, hầu hết những lời cầu nguyện của chúng ta tập trung vào chính mình. Xin Chúa giúp con, cho con hôm nay cái buổi thuyết trình của con ở trong công ty là việc tốt, cho con đạt được điểm A trong kỳ thi này, Chúa cho con được tăng lương. Rồi những người đang lớn, trong tuổi lớn lên về thành niên, xin Chúa cho mụn ở trên mặt của con nó biến mất hết, cho da của con nó láng trở lại. Đó là những lời cầu nguyện tập trung vào chính mình. Còn lời cầu nguyện tập trung vào người khác, xin Chúa sử dụng con ngày hôm nay, làm cho con được dạng dĩ, Chúa sẽ đáp lời. Amen. Khuyến khích anh chị em, đây là
điều mà chúng ta cầu nguyện mỗi ngày. Lạy Chúa, xin cho con sự dạn dĩ cần thiết. Con sắp sửa đi vào công ty, con sắp sửa đến sở làm, con bước ra khỏi nhà trong chị già này. Xin Chúa cho con sự dạn dĩ để con sẽ vâng lời Chúa, tiếp xúc với những người mà Chúa bảo con tiếp xúc, nói những điều mà Chúa bảo con nói, làm những điều mà Chúa bảo con làm. Khi chúng ta cầu xin sự dạn dĩ, Chúa sẽ ban chúng ta sự dạn dĩ. Amen anh chị em. Chúa đưa người bệnh đến để bạn có thể giúp chữa lành họ. Ngài sẽ đưa những người cần giải cứu để bạn có thể giải cứu họ. Người có nhu cầu để bạn giúp cầu nguyện cho họ. Người thắc mắc về niềm tin để bạn có thể giải thích cho họ. Người cần được biết Chúa để chúng ta có thể giới thiệu về Chúa cho họ. Chúa đang chờ chúng ta cầu xin sự dạn dĩ để Chúa ban và sai phái chúng ta và sử dụng chúng ta. Cảm ơn Chúa. Điều thứ nhì chúng ta thấy trong lời cầu nguyện của họ, đó là họ xin phép lạ. Đây là điều thứ hai mà xin Chúa cho chúng ta sống và xin những điều này. Cầu xin phép lạ. Họ đã cầu xin sự dạn dĩ. Bây giờ xin Chúa xem xét lời hăm dọa của họ và cho các đầy tớ của Ngài dạn dĩ rao giảng lời của Chúa. Họ không dừng ở tại đó. Nhưng họ xin Chúa ở trong câu số 30, xin giơ tay Ngài ra để chữa lành và làm những phép màu dấu lạ qua danh của đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Thật mà nói, hầu hết những lời cầu nguyện của chúng ta là cầu xin những điều và những lời cầu nguyện nhỏ. Tôi xin Chúa Ngài thêm sức cho chúng ta, thêm đức tin cho chúng ta, và chúng ta dám tin Chúa của chúng ta là đấng mà chúng ta cầu nguyện với. Ngài vĩ đại, Ngài toàn năng như thế nào. Nếu chúng ta chỉ cầu xin, xin Chúa ở với chúng con, lời cầu nguyện đó không phải là lời cầu nguyện lớn. Vì Chúa hứa rồi, ta không lìa con, không bỏ con. Xin Chúa giữ chúng con an toàn, Chúa gìn giữ con dân của Ngài. Mắt của Chúa không hề, Chúa không hề mệt mỏi và không bao giờ chớp mắt trong sự bảo vệ của Ngài trên đời sống của chúng ta. Đó không phải là lời cầu nguyện lớn. Đừng cầu nguyện chỉ như vậy mà thôi, mà xin Chúa cho chúng ta xin sự dạn dĩ và xin Chúa Ngài cho chúng ta kinh nghiệm phép lạ. Dấu lạ là gì? Là dấu chỉ vào những điều thật. Sai ở trong tiếng Anh là một cái dấu để chỉ về Chúa của chúng ta, hướng chúng ta, hướng những người lân cận chúng ta đến với Chúa. Chúng ta thấy hội thánh của Chúa đã thấy dấu kỳ phép lạ ở trong đền thờ, ở bên ngoài cổng của đền thờ. Tại sao mọi người không cầu xin phép lạ? Anh chị em, vì một số người không tin. Xin Chúa cho để loạt bài này sẽ giúp cho chúng ta tin. Và tôi thách thức anh chị em, nếu chưa bao giờ đọc hết công vụ các sứ đồ, hãy trở lại và đọc một cách tươi mới. Để Chúa cho chúng ta thấy những việc Đức Chúa Giê-xu Ngài đã từng làm trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì Ngài đã làm qua những con người đã được Chúa Giê-xu báp têm cho họ trong Đức Thánh Linh, và họ đã làm những công việc lạ lùng như Chúa Ngài đã sử dụng họ. Để chúng ta sẽ mạnh mẽ, để chúng ta sẽ tấn tới. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ xin. Xin Chúa Ngài làm những phép lạ lớn lao. Xin giơ tay Ngài ra để chữa lành và làm những phép màu dấu lạ qua danh của đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu. Đây là lý do tại sao tôi khuyến khích anh chị em cầu nguyện hai lời cầu nguyện này. Cầu nguyện những lời cầu nguyện một cách dạn dĩ và xin những điều lớn. Amen. Bởi vì chúng ta cầu nguyện như vậy thì chúng ta
dâng cho Chúa một cái quyền pháp lý. Để khi Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện và Ngài làm, thì tất cả sự vinh hiển thuộc về Ngài. Cảm ơn Chúa. Nếu như mục tiêu của chúng ta chỉ là mục tiêu nhỏ nhỏ, không cần Chúa chúng ta cũng có thể đạt được cái mục tiêu đó, thì những lời cầu nguyện đó Chúa không được sáng danh chỗ nào ấy. Nhưng mà những lời cầu nguyện xin Chúa cho 1 tỷ người kế tiếp tin Chúa. Lời cầu nguyện xin Chúa Ngài làm việc để chúng con sẽ cướp bóc quả ngục và làm cho nhiều người được đầy dẫy tại thiên đàng. Là cầu nguyện mà lại Chúa, dân tộc của con phải được cứu. Xin Chúa cho đa số người Việt của chúng con sẽ được ở trên thiên đàng hơn là tại quả ngục. Những lời cầu nguyện mà Chúa nói rằng ta đáp lời cầu nguyện đó. Lời cầu nguyện có một cái cỡ, kích cỡ làm cho ta được vinh hiển. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ tấn tới ở trong ơn của Chúa. Ngày hôm nay thách thức muốn bịt miệng chúng ta đã có chung quanh chúng ta rồi. Người ta cũng cấm không cho chúng ta giảng về Đức Chúa Giê-xu. Luôn cả trong giáo hội, người ta cũng cấm không cho chúng ta nói về phép lạ dấu kỳ của Chúa. Như tôi đã từng chia sẻ với anh chị em, có một anh đến đây kinh nghiệm được phép lạ của Chúa chữa lành cho chân của anh vì anh bị phỏng lúc nhỏ và chân của anh có tật không thể đi một cách tự do. Chúa chữa lành cho anh chạy về hội thánh của mình, xin được lên làm chứng. Ông mục sư nói rằng ở đây chúng tôi không có cảm động những thứ đó. Vậy cái hội thánh họ cảm động cái thứ gì không biết nữa. Chuyện của Chúa mà không cảm động, phép lạ của Chúa mà không cảm động. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ được Chúa Ngài sử dụng chúng ta một cách lớn lao. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ có những lời cầu xin lớn dạn dị, bởi vì những gì chúng ta cầu nguyện phản ánh những gì chúng ta tin về Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài là Chúa toàn năng. Amen. Chỗ đó đáng lý anh chị em phải amen thật lớn đó. Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa toàn năng. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời toàn tài. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời toàn tri. Không một việc chi là khó cho Ngài. Cho nên hãy xin những điều lớn, những điều vĩ đại. Xin Chúa Ngài cho chúng ta kinh nghiệm Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Cầu nguyện Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho những người nghi ngờ, bởi quyền năng của Chúa sẽ đem lại cho họ một sự thay đổi lớn lao. Cảm ơn Chúa. Tôi chịu một thách thức lớn khi Ngài mà mẹ của bé Trung dắt nó đến, tôi nhớ cái đại hội thứ nhì của chúng ta, khi hội trường của chúng ta vừa mới hoàn tất và chúng ta nhóm lại trong kỳ hội đồng đại hội phục hưng lần thứ nhì. Cô Vi ẵm đứa con của mình đến và nói: thưa mục sư, con có đức tin, xin mục sư cầu nguyện cho bé. Đó hỏi chuyện gì? Bé Trung sanh ra bẩm sinh là câm và điếc. Anh chị em, cảm ơn Chúa lúc đó đã được báp têm trong Đức Thánh Linh, đã nhận được quyền phép của Chúa. Chứ thường chắc là bỏ chạy. Tôi là ai mà kêu tôi cầu nguyện cho cái chuyện này bẩm sinh nữa, ráng nuôi nó đi. Và cảm ơn Chúa. Một sự cảm động sâu xa trong tâm lòng, tôi nhớ tôi ôm bé Trung vào trong lòng của tôi. Tôi cầu nguyện lại Đức Chúa Trời của chúng con là đấng làm phép lạ lớn lao. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu người Nazareth, con công bố Ephata mở ra. Lỗ tai của bé Trung sẽ được mở ra, lưỡi của nó sẽ thông thả. Cảm ơn Chúa. Tôi trở về. Và cô giáo ở trong một cái trường đặc biệt cho những bé khuyết tật, gọi điện thoại cho mẹ của bé Trung rằng chuyện gì đã xảy ra cuối tuần qua. Câu trả lời là chúng tôi có đi Houston và bé Trung đã được cầu nguyện mà nó đã được chữa lành. Cô giáo nói tôi biết. Bởi vì hôm nay khi các bạn dành
trái banh football với nó, đè nó xuống, nó la help me, help me. Khi có một người muốn được sự chữa lành ở tại Malaysia, tại bang Malacca, ngồi xuống ghế rồi mới nói: thưa mục sư, này là bẩm sinh, con sinh ra một chân dài chân ngắn. Mục sư thấy cái đôi dài của con, cái đế này cao hơn cái đế kia. Nó nói rằng vì làm việc nhiều cho nên lưng rất là đau nhất. Anh chị em, cảm ơn Chúa, tôi đã xin Chúa nghe cho sự dạng dĩ này và dạng dĩ để cầu nguyện. Ngay lúc đó cứ chừng khoảng 30 người mà tôi vừa mới huấn luyện cho họ trong cái môn của sự chữa lành, trường chữa lành. Và cảm ơn Chúa, trong danh Đức Chúa Jesus Christ công bố chân này phải được dài ra, và chân đã dài ra trước mắt những người học trò này. Cảm ơn Chúa. Hay là cô Trinh ở tại Seattle, khi chúng tôi chấp hai cái chân của cô lên thì lúc bây giờ cô mới nói là cô bị chứng bệnh vẹo cột sống. Trên chân của cô đi một chân thấp, chân cao. Cảm ơn Chúa, trước sự chứng kiến của các anh chị em trong lớp huấn luyện, chân của Trinh đã được kéo dài ra. Ngày hôm nay trở nên một sự hướng dẫn thờ phượng hội thánh của Chúa tại Seattle. Cảm ơn Chúa. Sau đó, hàng trăm người, hàng ngàn người đã kinh nghiệm được Chúa nghe làm cho chân tay của họ được kéo dài ra. Sau bé Trung, có hàng chục người ở trong đại hội tại Cà Mau năm 2017. Vì 2016, một bé trai khác, người mẹ dắt lên và cũng nói với tôi một điều hết sức là cảm động. Thưa mục sư, tôi có ba đứa con mà cả ba, xin lỗi, tôi có bốn đứa con mà ba đứa câm điếc bẩm sinh. Tôi nghe điều đó và trong lòng của tôi, trong tâm trí của tôi liền thấy đến cái hình ảnh người mẹ này, người cha người mẹ này chắc là đau khổ lắm với những lời mắng nhiếc của láng giềng. Có bốn đứa con mà ba đứa câm điếc. Trong văn hóa của người Việt của chúng ta chắc là họ sẽ nói ra nói vô đủ thứ. Và tôi thấy thương đứa bé này, và một lần nữa tôi ôm nó vào trong lòng và tôi cầu nguyện. Anh Cường, anh Sơn, John, anh Tâm thấy cái cảnh này và cảm ơn Chúa khi chúng tôi công bố như Chúa Giêsu đã công bố. Tôi để hai ngón tay của tôi vào trong lỗ tai của bé và công bố: Ephphatha, hãy mở ra. Khi tôi rút tay ra, đưa cái microphone cho cháu và nói: Giêsu. Thì nó nói cái gì đó. Nó nói: mà như vậy là chắc nó nghe được, nhưng mà tôi ráng cố gắng để giúp cho nó nói chữ Giêsu. Thì mẹ của nó đứng kế bên cạnh khóc và nói rằng: mục sư ơi, nó đã say qua, nó gọi chị của nó, là lần đầu tiên trong đời nó gọi chị ơi. Mà nói tiếng Miên cho nên tôi không biết, và tôi tưởng ra là nó nói Giêsu không được. Và cảm ơn Chúa khi tôi hướng dẫn cho nó lần thứ nhì Giêsu, nó nói Giêsu, Hallelujah, nó nói Hallelujah. Và sau đó, các đại hội sau đó thì người ta được chữa lành, câm điếc bẩm sinh rất nhiều. Tôi chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em. Nếu tôi như một mục sư truyền thống trước đây, không bao giờ dám xin những chuyện vĩ đại, những lời cầu nguyện dặn dĩ, và không dám xin phép lạ, thì kết quả không có gì như chúng ta đã thấy so với ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Mình xin Chúa nghe ban ơn để ngay trong thời giờ này chúng ta sẽ cầu nguyện, để rồi chúng ta quen và sống với hai lời cầu nguyện này. Mỗi ngày cầu nguyện là: Chúa, xin ban cho con sự dạn dĩ. Trước khi ra khỏi nhà, trước khi chúng ta tiếp xúc với ai, cầu nguyện: xin Chúa ban cho con sự dạn dĩ. Và điều thứ nhì là cầu nguyện để xin Chúa ngài ban cho, để chúng ta thấy dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra. Qua danh đầy tớ thánh của ngài là Đức Chúa Jesus Christ.
Tôi tin rằng khi hết thảy chúng ta ở đây cầu nguyện trong đức tin, vì tôi tin rằng không ai ở tại đây cho đến giờ phút này vẫn còn giữ thái độ Chúa chúng ta là đấng chỉ đã làm việc trong quá khứ, chứ Ngài không còn làm phép lạ ngày hôm nay. Anh chị em, tôi đã chia sẻ với anh chị em những lời làm chứng người thật truyền thật. Chúa vẫn làm phép lạ. Amen anh chị em. Chúa vẫn làm phép lạ. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Và cũng không ai trong chúng ta tới đây là sẽ chấp nhận cái thái độ là Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa chỉ làm được những việc nhỏ nhỏ. Cảm cúm nhức đầu, chúng ta dám xin, còn những chuyện lớn thôi, chuyện này không biết lớn quá Chúa làm được hay không, không dám nói thẳng. Nhưng mà thái độ của chúng ta là chúng ta không dám cầu nguyện. Thay vì như vậy, chạy đến với Chúa và lại Chúa xin cho con được sự dạng dĩ, và xin Chúa Ngài làm những dấu kỳ phép lạ qua danh của Đức Chúa Giêsu Christ, và cho nhiều người sẽ được phước ở trong ơn của Chúa. Mỗi người trong chúng ta có một lời cầu nguyện dạng dĩ mà chúng ta có thể dâng lên trước mặt Chúa trong thời gian này. Tôi không biết anh chị em có cái nhu cầu nào đó, nhưng mà xin một cách dạng dĩ, một phép lạ mà Chúa có thể làm cho chúng ta, để ngay tại đây VBC Houston của chúng ta và các đầy tớ con cái của Chúa ở khắp nơi trong thời giờ này và trong những giờ sắp đến nghe lại bài giảng này, chúng ta sẽ cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện xin phép lạ này, hầu cho khi Chúa Ngài làm thì sẽ nhiều lời làm chứng rằng thật Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa toàn năng. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Cho nên trong thời giờ này chúng ta chuẩn bị, mỗi người trong chúng ta sẽ đứng lên và chúng ta xin hai điều này: một lời cầu nguyện dạng dĩ và xin Chúa Ngài ban phép lạ ở trên đời sống của chúng ta trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và đối với các anh chị em muốn kinh nghiệm được phước hạnh mà Chúa Ngài đã làm cho hội thánh đầu tiên, đó là sau khi họ cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, họ ra đi giảng đạo của Chúa một cách dạng dĩ. Nếu anh chị em chưa bao giờ kinh nghiệm Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên mình, hôm nay là ngày mà tôi mời anh chị em dưới sự sức giàu của Chúa và sự ban phước của Ngài để chúng ta có thể nhận được trong ơn của Chúa. Thì các anh chị em đó có thể nhanh chóng tiến lên phía trước tại đây. Chúng tôi, mục sư sĩ, các mục sư có mặt ở tại đây, các đệ tử của Chúa sẽ hiệp tác và cầu nguyện để chúng ta sẽ nếm trải được, hầu cho chúng ta trở về có một sự đảm bảo chắc chắn rằng Chúa đã mặc lấy quyền phép ở trên chúng ta để chúng ta sẽ cầu nguyện. Xin Chúa Ngài cho chúng ta dạng dĩ, xin Chúa Ngài cho phép lạ sẽ thể hiện ra trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài sử dụng chúng ta một cách lớn lao trong ơn của Ngài. Xin rời các hàng ghế và tiến lên phía trước tại đây, và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các anh chị em. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ. Cứ đứng ở tại đó và chúng tôi sẽ đến và cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Hội thánh chúng ta bây giờ cầu nguyện với Chúa. Ai nấy xin Chúa Ngài ban phước. Xin đi anh chị em, lại Chúa xin làm cho con được dạng dĩ. Đẩy cái nhút nhát ra khỏi con, cho con được dạng dĩ. Xin ban cho chúng con sự dạng dĩ. Cảm ơn Chúa. Xin với Đức Chúa Trời toàn năng, với Đức Chúa Trời có thể làm tất cả mọi sự. Cảm ơn Chúa. Quyền năng của Ngài thể hiện trên anh chị em. Cảm ơn Chúa. Mở miệng ra xin anh chị em, vì Chúa Ngài chờ chúng ta xin đó, để Chúa Ngài có thể ban và sử dụng chúng ta. Và thứ hai, chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện thứ hai, xin Chúa ban cho phép lạ trong ơn của Chúa. Anh chị em nắm lấy Chúa trong thời giờ mà chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin khuấy động VBC Houston của chúng con, để tại đây Chúa ơi sẽ có đa số những người sinh hoạt trong hội thánh tại đây là những con người dạng dĩ ở trong ơn của Ngài. Quyền năng của Ngài thể hiện Chúa giáo để chúng con dạng dĩ, giảng tin lành của Chúa, giảng đạo của Ngài, để chúng con ra đi trong sự dạng dĩ, để giảng lời của Ngài, để giảng tin lành của Chúa cho những người lân cận của chúng con. Để chúng con được đầy ơn của Ngài, để chúng con sẽ thấy phép lạ xảy ra và phước hạnh của Ngài sẽ tuôn đổ ở trên đời sống của chúng con và xuyên qua đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Con cầu xin phép lạ trong thời gian này. Phép lạ mà anh chị em chúng con ở tại đây đang cần
Xin Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện. Những lời cầu nguyện đang dâng lên trước mặt Chúa trong thời giờ này, xin Chúa Ngài đáp lời. Phép lạ xảy ra, Chúa Giáo, phép lạ được bày tỏ ra để chúng con sẽ thấy những lời làm chứng sắp đến sẽ là tuyệt vời trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Hallelujah. Xin Chúa Ngài hành động. Lạy Chúa, một sự phục hưng lớn lao xảy ra, một sự phục hưng đến và ảnh hưởng trên cả dân tộc của chúng con đang chuẩn bị xảy ra. Cho nên chúng con tin rằng chúng con cần sự giúp đỡ đặc biệt từ nơi Chúa. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con dám xin sự dạng dĩ này, và phước hạnh của Ngài sẽ thể hiện một cách lớn lao trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Chúc tụng Chúa của chúng con. Ngợi khen Chúa của chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. 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 Anh chị em có những nhu cầu trong đời sống mình, những ước mơ trong đời sống của mình, hãy đến và chúng tôi sẽ phục vụ anh chị em ở trong thời giờ này. Còn hội thánh, chúng ta hãy mạnh mẽ cầu nguyện. Đây là giây phút mà chúng ta có thể đồng lòng, vì chúng ta đã nghe cùng một đề tài, cùng một đức tin, vì chúng ta đã được xây dựng đức tin nơi Chúa toàn năng của chúng ta. Và bây giờ chúng ta xin điều này, tôi tin rằng Chúa trên trời Ngài sẽ nghe và Ngài sẽ làm cho nơi chốn này sẽ rung động. Tâm linh của chúng ta được rung động, đời sống của chúng ta đi theo Chúa sẽ được làm rung động, để chúng ta không ngồi yên chỗ chúng ta đã quen ngồi, nằm quen cái chỗ quen nằm của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ trỗi dậy ra đi và kết quả trong ơn của Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cho tôi nghe lời cầu nguyện của anh chị em nói lên anh chị em tin Chúa đến cỡ nào. Cho tôi nghe lời cầu nguyện của anh chị em tin Chúa của chúng ta như thế nào, để Chúa Ngài có thể cũng thấy tấm lòng và sự tha thiết của chúng ta mà Chúa Ngài ban phước trên chúng ta. Anh chị em theo dõi qua online cũng hãy cầu nguyện lời cầu nguyện phép lạ mà anh chị em đang cần, để Chúa có thể ban phước và qua kinh nghiệm anh chị em có thể làm một nhân chứng đầy kết quả cho Chúa nữa trong ơn của Ngài. Hãy tiếp nhận sự tuôn đổ một cách tươi mới của Thánh Linh của Chúa trên đời sống anh chị em. Hallelujah. Amen. 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 Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng ta ở trong ngày hôm nay. Mình xin Chúa ngài ban ơn trên anh chị em mà nhớ trở về nhà, dành thời giờ càng hơn với Chúa Giêsu để gây dựng đức tin của chúng ta, để gây dựng sự dạng dĩ của chúng ta. Và cũng xin hai lời cầu nguyện mà chúng ta được nhắc nhở trong ngày hôm nay qua gương của Hội Thánh đầu tiên. Xin Chúa cho chúng ta được sự dạng dĩ, và xin Chúa ngài ban cho chúng ta kinh nghiệm những phép lạ lớn lao trong đời sống của chúng ta, để nhờ danh đầy tớ thánh của Chúa là Đức Giêsu Christ mà chúng ta sẽ thấy phép lạ, dấu kỳ sẽ thể hiện xuyên qua cuộc đời của chúng ta khi chúng ta phục vụ những người có nhu cầu. Chúa ban phước trên anh chị em và buổi nhóm lại của chúng ta, và tại đây chấm dứt, và xin Chúa ngài ban phước trên anh chị em ra về trong ơn phước hạnh của Chúa. Chúng tôi sẽ nán lại đây để tiếp tục cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Hội Thánh hẹn gặp lại quý vị trong những buổi nhóm kế tiếp của chúng ta. Trong ơn của Chúa. Amen.